Ngày 27 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown cho biết, mục tiêu của Mỹ ở Biển Đỏ là răn đe các cuộc tấn công của phong trào Houthi. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức ABC, tướng Charles Brown cho biết, các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và Mỹ không muốn tiếp tục leo thang. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hai cuộc tấn công riêng rẽ hôm 26 tháng 1. Một quả tên lửa đã bắn trúng một tàu chở dầu do Anh vận hành ở khu vực Vịnh Aden, trong khi một quả tên lửa khác bị tàu Hải quân Mỹ bắn hạ. Houthi cho biết, hơn 30 cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo này ở Biển Đỏ kể từ mùa thu năm 2023 nhằm đáp trả việc Mỹ và Anh ủng hộ cuộc chiến chống Hamas của Israel. Căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ đã khiến giá thuê tàu chở hàng qua khu vực này tăng lên 100.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Nhiều công ty hàng hải phải chuyển hướng tàu sang tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn. Tờ Bloomberg cho biết, chi phí vận chuyển nguyên liệu thô bằng đường biển trong một số trường hợp tăng vọt lên trên 100.000 đô la Mỹ một ngày. Điều này là do sự gián đoạn liên tục ở kênh đào Suez và Biển Đỏ sau các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở hàng đi qua khu vực này. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Baltic ở London, giá vận chuyển dầu và các sản phẩm lọc từ Trung Đông đến Nhật Bản tăng 3% chỉ trong ngày 25 tháng 1, lên 101.000 đô la Mỹ một ngày, chi phí cao nhất cho tuyến đường này kể từ năm 2020. Xu hướng tương tự cũng được quan sát đối với tàu chở nhiên liệu từ Trung Đông đến châu Âu. Chi phí tàu chở dầu trên tuyến đường này đã tăng lên trong khoảng 97.000 đến 117.000 đô la Mỹ mỗi ngày, tùy thuộc vào kích cỡ tàu. Houthi, lực lượng quân sự kiểm soát phần lớn Yemen, tấn công và bắt giữ các tàu chở hàng đi qua tuyến đường biển ở Biển Đỏ kể từ tháng 10 năm 2023. Houthi tuyên bố hành động này là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine ở dải Gaza. Mặc dù Mỹ và các đồng minh phương Tây triển khai lực lượng đặc nhiệm hải quân đến khu vực để bảo vệ hoạt động vận chuyển, nhưng nhiều công ty hàng hải vẫn chọn tạm dừng việc di chuyển bằng đường thủy, thay vào đó thực hiện hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh mũi hảo vọng ở châu Phi. Biển Đỏ là một trong những tuyến đường biển được sử dụng thường xuyên nhất trên thế giới để vận chuyển dầu mỏ và nhiên liệu, chiếm khoảng 15% thương mại toàn cầu. Theo một báo cáo trước đó của Wall Street Journal, trích dẫn dữ liệu từ Drewry Shipping Consultants có trụ sở tại London, chi phí vận chuyển trung bình trên toàn thế giới cho một container 12 mét tăng 23%, lên tới 3.777 đô la Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 1, cao hơn gấp đôi so với chi phí một tháng trước đó. Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng
cuộc khủng hoảng vận tải biển ở Biển Đỏ có thể gây ra một đợt lạm phát toàn cầu mới. Căng thẳng trên Biển Đỏ không những khiến giá vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển qua khu vực này tăng lên, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của quốc gia giáp biển là Jordan. Aqaba, thành phố giáp biển duy nhất của Jordan, nằm ở phía nam quốc gia này, đang phải chịu tác động tiêu cực từ những xung đột và bất ổn trên Biển Đỏ. Mặc dù mùa du lịch cao điểm ở Aqaba thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhưng căng thẳng trong khu vực đã khiến nhu cầu đi lại, đến và đi từ thành phố ven biển này giảm sút. Trước đây, có 12 đường bay đến và đi Aqaba, chủ yếu từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, do sự hiện diện của tên lửa trong khu vực làm gia tăng lo ngại, buộc các hãng hàng không hủy bỏ mọi đường bay qua Biển Đỏ. Kéo theo đó là lượng đặt phòng khách sạn giảm sút trầm trọng. Ông Salahaden Albeta, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Aqaba cho biết, ngành du lịch trong thành phố và cả nước nói chung sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay. Ví dụ, trong ngành khách sạn ở Aqaba, tỷ lệ đặt phòng trong thời gian này thường ở mức trên 80% trong những năm trước. Tuy nhiên thì năm nay tỷ lệ có thể giảm xuống chỉ còn 5-10%. Điều này đang ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch trên toàn quốc và gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể làm thiệt hại 12-14% doanh thu du lịch trong nước, ông Bita nói. Theo các nhà quan sát, căng thẳng trên Biển Đỏ hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả Houthi và Mỹ đều đang có những động thái ăn miếng trả miếng, qua lại quyết liệt.